Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất từ kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, mưa lũ phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, nhiều đập bị vỡ, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng đến đời sống của gần 2 triệu người tại Trung Quốc, khiến khoảng 17.500 ngôi nhà bị sập, nhiều con đập bị vỡ. Đài BBC dẫn tin truyền thông địa phương cho biết, mưa lớn kéo dài từ tuần trước đã kéo theo tình trạng sạt lở đất ở hơn 70 huyện và các thành phố thuộc tỉnh Sơn Tây phía Bắc Trung Quốc. Giới chức địa phương cho hay, mưa lũ đã ảnh hưởng đến đời sống của gần 2 triệu người, trong đó hơn 120.000 người phải sơ tán, 17.500 ngôi nhà bị sập, con số thương vong thiệt hại tiếp tục được cập nhật. Song theo nguồn tin ban đầu, ít nhất 5 người đã thiệt mạng do mưa lũ ở Sơn Tây. Kể từ đầu tháng này, lượng mưa ở Sơn Tây nhiều gấp 5 lần so với lượng mưa thông thường, khiến nhiều con đập bị vỡ, nhấn chìm nhiều tuyến đường sắt. Báo Global Times dẫn nhận định của các nhà quan sát cho rằng trận mưa lũ hiện nay ở Sơn Tây thậm chí có thể nghiêm trọng hơn trận lũ ở tỉnh Hà Nam hồi đầu năm nay. Tuần trước, lượng mưa trung bình ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đạt khoảng 185,6 mm, với lượng mưa chỉ khoảng 25 mm giai đoạn từ năm 1981 đến năm 2010. Lực lượng cứu hộ đã tìm cách liên lạc với người dân trong vùng lũ, trấn an họ và cho biết trẻ em, người già và phụ nữ được ưu tiên sơ tán trước. Mưa lũ cũng làm tê liệt hoạt động của khoảng 60 mỏ than ở tỉnh Sơn Tây. Điều này càng gây sức ép lên nguồn cung năng lượng trong bối cảnh Trung Quốc đang chật vật đối phó với cuộc khủng hoảng thiếu điện. Hàng loạt nhà máy, doanh nghiệp cũng phải tạm ngừng hoạt động. Theo báo cáo của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, năm nay, nước này chứng kiến nhiều đợt mưa lớn hơn so với thông thường. Tổng cộng trong năm nay, gần 800 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong các thảm họa tự nhiên ở Trung Quốc. Hồi giữa tháng, một đợt mưa lũ ở tỉnh Hà Nam đã khiến hơn 300 người thiệt mạng, 50 người mất tích, trong đó có 15 người thiệt mạng do nước tràn vào trong toa tàu điện ngầm ở thành phố Trị Châu. Nhiều thành phố ở Trung Quốc cảnh báo đỏ về mưa lũ. Mưa lũ liên tiếp khắp tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và khiến hơn 3.600 ngôi nhà và 8.110 ha hoa màu bị hư hại. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, 5 thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đã ban bố cảnh báo đỏ sau trận mưa xối xả kéo dài làm 21 người thiệt mạng và 6.000 người phải sơ tán. Những người thiệt mạng được ghi nhận tại thị trấn Liulin thuộc thành phố Tô Châu ở phía bắc tỉnh Hồ Bắc. Hơn 2.700 ngôi nhà và cửa hàng bị thiệt hại do lũ lụt và trong khi hệ thống điện, giao thông và thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn. Tân Hoa Xã đưa tin, theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, các đội cứu hộ đã được điều động đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm các thành phố Tô Châu, Tương Dương và Hiếu Cảm. Thành phố Nghi Thành cũng ghi nhận lượng mưa kỷ lục 400 mm. Theo dịch vụ tin tức chính thức CNS của Trung Quốc, có tới 774 hồ chứa ở tỉnh Hồ Bắc đã vượt quá mức cảnh báo lũ lụt. Theo China Daily, thời tiết cực đoan trên khắp tỉnh Hồ Bắc đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và khiến hơn 3.600 ngôi nhà và 8.110 ha hoa màu bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 108 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 16,67 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc thường xuyên chứng kiến lũ lụt nghiêm trọng trong những tháng mùa hè, nhưng các nhà chức trách đã cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu nghiêm trọng khiến thời tiết ngày càng khắc nghiệt và điều này xảy ra thường xuyên hơn. Khoảng 80.000 người đã được sơ tán ở tỉnh Tây Nam Tứ Xuyên vào cuối tuần trước và lượng mưa kỷ lục ở tỉnh Hà Nam vào tháng trước đã gây ra trận lụt nghìn năm có một, làm hơn 300 người thiệt mạng. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo mưa lớn có khả năng tiếp tục kéo dài cho đến tuần sau với các khu vực dọc sông Dương Tử dễ bị lũ lụt. Các khu vực nguy cơ cao gồm các tỉnh miền Trung như Hồ Bắc, Hồ Nam, Hà Nam và An Huy, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu ở Tây Nam cũng như Chiết Giang ở phía Đông. Thưa quý vị, mới đây một đoạn camera ghi lại khoảnh khắc một thanh niên bất ngờ gục xuống sau tiếng sét đã khiến cư dân mạng vô cùng ngỡ ngàng. Nguyên nhân tử vong của thanh niên này là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Theo đó, trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ thanh niên bị sét đánh tử vong khi đang ngồi uống cà phê. Vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều, anh NT, sinh năm 1990, quê Bình Thuận, đang ngồi trong quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp.
Thời điểm này ngoài trời có mưa, anh T ngồi trong quán bấm điện thoại, bất ngờ có một tiếng sét lớn làm anh T bị choáng, lên cơn co giật, sau đó gục xuống nền nhà và tử vong. Nhận được thông tin, công an quận Gò Vấp đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm. Nguyên nhân ban đầu được xác định nạn nhân tử vong do phù phổi cấp vì bị sét đánh. Sự ra đi của thanh niên xấu số này khiến cho không chỉ những người có mặt tại quán cà phê cảm thấy hoang mang, mà những người theo dõi đoạn camera này cũng vô cùng bất ngờ. Thời gian gần đây đã có không ít những vụ sét đánh thương tâm xảy ra. Có thể nói sét đánh là hiện tượng không mới, nhưng luôn khiến người ta bàng hoàng mỗi khi xảy ra vì diễn biến quá nhanh của nó. Đây là hiện tượng tự nhiên nguy hiểm và có rất ít nạn nhân rơi vào trường hợp bị sét đánh có thể bảo toàn tính mạng. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại một vài vụ việc tương tự mới được ghi nhận. Di chuyển và làm việc dưới trời mưa giông, 3 người ở Thái Bình và 1 người ở Hưng Yên đã bị sét đánh tử vong. 3 nạn nhân ở Thái Bình là chị Nguyễn Thị Quy 36 tuổi, con trai Nguyễn Công Đức 16 tuổi, trú tại huyện Đông Hưng, ông Nguyễn Bá Trọng 50 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư. Cả 3 được cấp cứu lúc hơn 16 giờ trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim. Ông Nguyễn Tiến Định, trạm y tế xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy cho biết, Thái Bình xuất hiện mưa dông kèm sấm sét kéo dài gần 60 phút. Vợ chồng chị Quy đi 2 xe máy, chị Quy chở con trai, chồng đi một mình ở phía sau. Và ông Trọng đang di chuyển trên đường tỉnh 456 đoạn giáp danh giữa 3 xã Thụy Thanh, Thụy Hồng và Thụy Duyên thì bị sét đánh. Sau khi khám nghiệm, các nạn nhân đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Tại xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, sét đã đánh trúng trang trại lợn của ông Hoàng Văn Nhã, làm chết toàn bộ 229 con lợn chuẩn bị xuất chuồng. Trong đó có 151 con nặng trung bình 140kg một con, 78 con nặng 120kg mỗi con. Nhiều huyện của tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện mưa dông tại cánh đồng xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ. Bà Tô Thị Liên, 54 tuổi, đang phun thuốc trừ sâu, đã bị luồng sét đánh tử vong. Cao Bằng, một người bị sét đánh tử vong khi sạc điện thoại ở đầu giường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sét đánh khiến một người tử vong. Cụ thể, một ngôi nhà tại thôn Khâu Ca, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm bị sét đánh trúng trong nhà, khi ấy mọi người đều đang ngủ. Hậu quả, vụ sét đánh đã khiến anh HLB, sinh năm 1995 tử vong, còn người vợ nằm bên cạnh là chị VTD chỉ bị giật nhẹ. Qua xác minh, cơ quan chức năng ghi nhận do nạn nhân đã xài điện thoại để trên giường khi ngủ nên bị sét đánh dẫn qua đường điện và đánh trúng người. Tại hiện trường, đường dây điện ở đầu giường ngủ của nạn nhân đã bị đứt. Những sự việc thương tâm liên tiếp xảy ra khiến chúng ta cần phải nhận lại mức độ nguy hiểm của những cơn dông sét và cách để hạn chế tối đa những hậu quả của nó. Được biết, miền Bắc và miền Trung thường xuất hiện mưa dông sấm sét vào giai đoạn chuyển mùa từ lạnh sang nóng tháng 4, tháng 5 và từ nóng sang lạnh tháng 9, tháng 10. Đứng trước những nguy cơ tiềm ẩn từ những tia sét bất ngờ, chúng ta nên làm gì để phòng tránh sét? Hãy cùng theo dõi ý kiến từ những chuyên gia về vấn đề này. Các tỉnh Bắc Bộ đã chuẩn bị bắt đầu một mùa mưa bão, cũng đồng nghĩa với việc sét đánh gây rủi ro về người và tài sản cũng sẽ gia tăng. Vậy làm thế nào để phòng sét đánh? Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu dông sét và đề xuất các giải pháp phòng chống ở Việt Nam cho biết, Việt Nam nằm ở tâm dông của châu Á, một trong 3 tâm dông lớn trên thế giới, có hoạt động dông sét mạnh, số ngày dông trung bình khoảng 80 ngày một năm và giờ dông trung bình là 200 giờ một năm. Hoạt động dông phân bổ phức tạp, nơi có số giờ dông nhỏ như Cam Ranh 55 giờ một năm, nơi đạt số giờ dông cao như A Lưới tới 489 giờ một năm. Một số địa phương dông sét xuất hiện nhiều như xã Cổ Dũng, Hải Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội, Thăng Bình, Quảng Nam, đồng bằng sông Cửu Long. Hàng năm, số người tử vong vì sét đánh ở Việt Nam luôn ở mức cao so với khu vực. Nói về tai nạn do sét, ông Nguyễn Xuân Anh phân tích sét đánh thẳng vào vị trí nạn nhân từ trên đám mây xuống. Khi nạn nhân đứng cạnh vật bị sét đánh, sét có thể phóng qua khoảng cách không khí giữa người và vật. Trường hợp này gọi là sét đánh tạt ngang, sét đánh khi nạn nhân tiếp xúc với vật bị sét đánh hoặc khi người tiếp xúc với mặt đất ở một thời điểm khi có sét lan truyền trên mặt đất. Sét lan truyền qua đường dây cáp tới cấp vật như điện thoại, TV, ổ cắm. Sét đánh thẳng là nguy hiểm nhất. Cứ 10 người bị sét đánh thẳng thì 8 người tử vong. Khi sét đánh xuống cây thì một tia sét có thể ngay lập tức cướp đi sinh mạng của vài người xung quanh. Sét là hiện tượng ngẫu nhiên nên không có vị trí an toàn tuyệt đối,
Tuy nhiên, việc chủ động để phòng tránh sét, tìm nơi an toàn có thể sẽ làm giảm đáng kể khả năng bị sét đánh. Theo ông Anh, khi gặp mưa không nên đứng thành nhóm túm tụ một chỗ. Trong mùa giông sét, người dân khi đi làm đồng cần để ý đến dự báo thời tiết. Nếu có khả năng xảy ra giông, dựa vào quy tắc nghe nhìn hay dấu hiệu khác biểu hiện của giông như mây đen, gió thì phải nhanh chóng về nhà và trang bị hệ thống chống sét trước khi có giông. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh cho biết chỗ an toàn để tránh sét là tòa nhà hay công sở có lắp đặt hệ thống chống sét. Khi ở trong nhà thì nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước, không nên dùng điện thoại trừ trường hợp rất cần thiết. Ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định điều đơn giản và tối thiểu nhất người dân cần làm là nghe dự báo thời tiết để lên kế hoạch làm việc. Khi làm việc ở khu vực nào đó, để ý trước các nơi có thể chống mưa và tránh sét an toàn. Khi trời sắp xảy ra giông thì biện pháp tránh sét tốt nhất là nên về nhà. Chỗ an toàn để tránh sét là tòa nhà hay công sở có lắp đặt hệ thống chống sét. Đơn giản nhất là cột thu lôi Franklin, nên rút phích cắm các thiết bị điện trước lúc có giông gần xảy ra. Với các đường dây điện thoại hay dây điện thì nối lưới với điện thoại bên ngoài nên rất dễ có thể bị ảnh hưởng. Sét đánh lan truyền nên tránh xa các dây này và các vật dùng điện. Với khoảng cách ít nhất là 1 mét, vô tuyến nối với dây anten để ngoài trời cũng rất cần được rút ra khi có giông. Thưa quý vị, với mức độ nguy hiểm cũng như những trận giông sét ghi nhận suốt thời gian vừa qua thì việc cẩn trọng và phòng tránh sét không bao giờ là thừa. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.